ngày nâng bật thiên bọt bọt mạp tệ tôn nâng rương là bị rủ nơi thơm mạch không ai vô về chân bệnh miên là ông xây mà nét quát tư riêng sử mạ thị mùi mà quát dây prap rương dì vật chạy sử đài mà quát đời xa quát bình xác bán thay ở xa play chật bà quát quát hẹt kịch chân dân dù dù tức xaoi xaoi sử mạ đấy đọc bê châu tức nông chỉ kẻ ăn bái từ vô chuẩn đó từ vô chuẩn chỗ tới can chuẩn việc lịch thầy vô một thứ ấy đó là mà sự tu tới nực thứ em khơi vô một thứ cái non cùi từ đây xa smart đây quật sau mình tèn ban mình hiện thứ smart thì thứ smart đây hiện còn bảo mình nơi về từ xí nơi khang này lời chất đăng mặt ngay miền nẹ từ rô sẽ vào này lời chất nâng mà ngay bảo mà nẹ đăng ngay vì phải ám tới bùm bơ rôi nẹ mà ngay hay có nói chầm nào ông đúng phía chớn chỉ dụ vụ chuẩn chỉ dụ vụ chuẩn nâng mến khá mênh bản năng chạp vì bản năng tới rô đau vây cả đá qua nơi dụ vụ chuẩn này hay thma xua lục hù bè thay lục hù mách ban cha cha quạt ắt sơ miên bị bắt lấy chất hay miên bị bắt tắc mình chẳng có thà cha cha kê miên bị bắt chạy đây nơi tắc mình như đại ắt toàn sơ miên bị bắt chắc đọc về chuốc chuốc rương tới bà bạc đọc xe ấy hay miên bà nhà hạ khlang mong chứ khơi nẹ khla khơi nẹ khla lai à đầy lai liệt nắm sắp hơi nhé dạng ai nẹ khla tới đư đoan ở kia chẳng tiết tới mà cụ ơi nói thầm nơi khá bài vọt muối mà lược tí tí cho bê chô chá nắm xong mà đái tinh bây chương khuya từ đá lên chô chá nắm mùi kế tầm lái xam sắp đà là mái nơi tẹt tùm hay mái sẽ đây ai mà ngại ọt kích phẳng thư ca thư nghe kích tạ đá lên mà xong lùi ảnh măng 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 chân tới với bạc bò lại ghế bạc bò lại bà bò sẽ tệ ở rõm câu mình cua na cao ớt mau chùm mùi mãi cro chong sao ru nâu miên nây ấy tiết bọt bị chương khuya nâng dục láng chong có xâm lạp luôn tờ à thma đà cắt nâng vô đà đà tới chìa khlạch màu đà nâng gồm thà lụm chìa khlạch màu nhá chẳng tất cả nãy dương smart đây dương sao dương vừa vừa trở nên tới viên nom ở dương cao trường ngữ lịch phèn mà nữa nâng bắt chạm mấy phép tới lịch bắt đây hay nâng chơi chài ba mã này tập cả nãy smart đây on men tên vừa vừa trở nên tới rồi đôi khay đặt sàn tiền tài hay nâng kết trở nên tranh pì nè đi châu nè nu tranh pin nè đi châu nè nu chẳng tờ hay nâng mình sẽ xóa thế một khiếm khiếm phần nào lớn nó sẽ bố nè cao túc một xóa nó sẽ bố nào lớn nữa mưa khéo và nhóm mấy châu của túc chu tục phần nè vậy bởi vậy bị biết thật smart đấy vì miền này thà ca rồi lắc hoặc bị khát tiếp ông ôn thuật đã châu từ nông tia châu từ nông của túc tới chấn đăng ta tơ rô ấy thở lọp ấy thở lọp ấy hỏi bùm chân ấy bàn ta nơi lương chấm bàn ta nhói nơi ta chứ sao làn sao một tô vò mồm ta chênh hãy bên đẹp là vinh chạy sao tia hãy một đòn làn chạy hết mấy nha ta ư mưa tia thở lọp miền chẳng ấy thở lọp ấy anh đang xảy nhài chết chô depression ấy dương cả đăng khluôn tại dương vừa ấy tạm tàn chất ánh tới đó nái lời nâng rút của việc đa là nà tha ọt tè sử bày nhé trút bị nứt mơ thôi chứ bởi lý tạm tàn chất khluôn ai nhưng thứ mấy đâm bây ơi smart đây nâng khluôn dương ban trở nên cùng ai nè khá lực quỳ chẳng hơi phân nệ xa lơ tao thật lọc khơi mình đưa chẳng cái thọ khơi nhé không ai dương hai thập bình lưng ọt nâng khluôn
đó ảnh nó tập lưng ảnh đang luôn du du tới ảnh đang cuột nại chẳng bàn dương hòa ngay dương dương to là hai tập lưng màu vinh cũng ao vi đa liên chuyển về đa liên chuyển về cái pri cái bị xa chơi rồi này vị thi tam vị thi chấm ra ăn smart đấy miền buồn là biệt nghe nghe toàn vậy nghe nghe chứ thì muối tam tan tập cam phê lại cài để đài chồng quay si chọc bọc tập pia châu và tục tắc ai nâng ở miền smart đây tới chụp mũi luôn smart lọp chạm pia không chư mà mát tha wherever you go be there thà từ nãy giờ lần từ tam luôn phong công từ tập luôn nè sờ nơi không thà chẳng phần nào ô từ ai có pê anh tri mày ra từ club nào chẳng từ chẳng tam tàn miền smart đấy nơi luôn nâng ai nấy thọp lư lộ đai chừng còn mấy thọp lư cái thọp lư ấy thọp khơi nhé anh ấy cái hàng mindful walking miền smart đấy thấu anh đã từ một u anh đã bật chui như anh đã bật đam chẳng được mọi tuột tràn tuột chằng mũi tiết quay miền smart đấy nơi chẳng có ở miền smart đấy anh nơi nâng chất anh nơi nâng khuôn anh nơi nâng bờ lưng anh mình nơi nâng bình nhiên anh nơi nâng mũi tiết mindful eating nơi ẩm rích mà tôi lọc mưa là tập bọt mũi vì sọc ẩm rích với sự bố ấy hô pê đó là sự bố ấy hô pê với mà chữ vì vấn đề đó chẳng vừa đang thơm mách đâm bay ai đôi tha hẹn về swell vậy nhá từ su lô hay lô mà chữ lô lô ớt bay là nghề chẳng lô phần hiến pi vị thí hãy nhằm mà há đôi smart ở đây cái hai mindful eating căn lập phía có đăng căn lập phía đã tới có đăng đã tới chụp bài có đăng tới chụp bài giờ mà đã mót có đăng đã mót tập phía có đăng tập phía liệp có đăng thả liệp smart đây nơi nâng sự cam một phía nâng là hốt đăng nè đây cao chùm ngư ở thoát lơ cả lô nâng tập phía mà đong đăng hay nè đây miên sau có phía lo tập phía mà đong đăng này nè đây hiện swear sau có phía lo cái tập phía ไอ้เมียนไอ้ virus ជាតិហ្នឹងវាចូលចំខ្លួនបានល្អហ្នឹងតែពី5-10ដងតាមគេរាប់ហើយអ្នកដែលហូបអត់គិតកាយញាត់ហើយធាត់ដឹងតែពីម្ដងហ្នឹងឯងតែពីតែ10ដងឯងចឹងញ៉ាំឲ្យមានស្មារតីមិនសូវឡើងគីឡូតែពីចឹងបានលោកគេឲ្យលោកឆាន់នៅក្នុងអីលោកគេឲ្យលោកឆាន់ក្នុងអីក្នុងបាតអញ្ចឹងវាកុងសិនត្រេត វា focus នៅនឹងបាយក្នុងបាតហ្នឹងអត់ក្លែមនោះអានេះឆ្ងាញ់ជាងអូអានេះឆ្ងាញ់ជាងអត់ទេ mùi tiết là xa mơ một plate mơ tầng ốc cái này xa quý ở thoáng luôn mơ quý ở thoáng luôn xa đại đam lơ đại chuyên mơ ok thầm hoang coi thoáng dường bắt phân nệ nhìn tích dường đội tầng 2 chú về bay đón nó trên chỗ về đón thằng hàm chỗ về trên mà vĩnh đón tiết rồi ngặt tầng ọt nía vô smart đấy mà nơi nâng tầng hàm chỗ tại mũi nâng cái càng nghiệp bỏ dưỡng cứ đăng tầng hàm chánh đăng tầng hàm chỗ sum lược đại phần nom tất cả nghĩa đây cái đại chứ cái đại bây giờ bạn luôn muốn cái đó là chu về đoạn tiết làm bên của mọi người kia
អត់មានស្អីពិសេសទេអញ្ចឹងទេអូខេតែទៀតអឺចឹងក្នុងវិធីចម្រើនស្មារតីហ្នឹងអឺក្នុងអាយ៉ាបត្តិ9ដេកដើរចូលអង្គុយស៊ីចុកបុកទៅពីទៅបន្ទប់ទឹកស្លៀកពាក់ខោអាវឲ្យស្មារតីនៅខ្លួនអ្នកខ្លះទៅងូតទឹកបន្ទប់ទឹកចឹងទឹកហូរមកចឹងប៉ុន្តែមិនដឹងទៅណាទេចិត្តវិញ្ញាណនឹងទៅធ្លាក់ជ្រោះធ្លាក់ព្រៃបាត់ហើយអានឹងក៏ឲ្យចឹងយើងដឹងថាខ្លួនយើងកំពុងធ្វើអីសង្កេតមើលអារម្មណ៍សុបាយក៏ដឹងកើតទុកក៏ដឹងអឺហើយ it's okay to be sad sometimes hi and let it go បើធ្លាប់មើលរឿង Frozen ធ្លាប់ស្ដាប់ហើយគុំប្រកាន់វាអូបាក់ចិត្តមេបាក់ចិត្តមេអត់ព្រមប្រឡែងអា feeling bad ហ្នឹងណា let it go ទៅពីព្រោះស្អីក៏អានិច្ចំដែរមិនទៀងទេអាសុបាយក៏មិនទៀងអាកើតទុកក៏មិនទៀងបើសុបាយដឹងសុបាយតិចទៀតដូចតើ let it go ហើយទៅរកណាឲ្យសុបាយតិចទៀតទៅបើថាកើតទុកដូរអារម្មណ៍សង្កេតមើលចិត្តរបស់យើងចិត្តយើងគេ monkey mind អញ្ចឹងវាលោតពីមួយទៅមួយពីខាងទៅចំណែនស្អប់ស្អីអឺយើងមិនបាច់មួម៉ៅមួយអូយចិត្តអញបាក់មែស្មុកមែអានឹងកាន់តែស្មុកប៊ូធនអ្នកគេអត់លក់អើយបាក់មែគេមិនលក់ទេគេមិនលក់ទេអូអានឹងវាគេអត់លក់ double ហ្នឹងបើឧទាហរណ៍ថាគេមិនលក់អើអញគេមិនលក់បើញឹមអញគេមិនលក់អញគេមិនលក់យូរលក់ហើយក៏មួម៉ៅមួយវាមួម៉ៅទៅបានចិត្តដែរអញ្ចឹងទោះជាចិត្តល្អចិត្តមិនល្អចិត្តសុបាយចិត្តចំណែននន្ទីអូខេយើងខ្លាយតិចជាបលិសគាត់តាមដានគុំចាញ់ខ្លាយជាវីកទីមរបស់ចិត្តហ្នឹងគាត់តាមដានវាទៅហើយបើវាល្អចាក់ទឹកថែមកវាមិនល្អដកវាចេញមើលធម្មជាតិទាំងក្នុងទាំងក្រៅហើយមិនសូវប្រកាន់មួមខ្លាំងឯងអឺចិត្តរបស់យើងនេះវាធម្មជាតិមកវាមានសារជាតិពុលចឹងបានយើងត្រូវមាន process ដើម្បីបន្សុទ្ធចិត្តនឹងនៅក្នុងធម៌លោកមាន2 1គេហៅ mindfulness ឬក៏សតិឬក៏ស្មារតីទី2គឺ wisdom បញ្ញាដើម្បីឲ្យคลายជាទឹកសុទ្ធមានជាតិរ៉ែចឹងចិត្តយើងសុបាយចិត្តយើងរស់រាយយើងមានសតិមួយនៅមាត់ផ្លូវដូចយើងនៅមុខផ្ទះអ្នកធំអ្នកមានគេដាក់អីគេនៅមុខផ្ទះអ្នកធំអ្នកមានគេដាក់អីគេគេដាក់អីគេដាក់ឆ្កែកាចត្រូវម្យ៉ាងដែរដាក់ទៀតដាក់កាមេរ៉ាដើម្បីតាមដានមនុស្សចេញមនុស្សចូលយ៉ាងណានៅមុខចិត្តរបស់ទ្វារចិត្តរបស់យើងតើមានសតិមួយអូម៉ៅអូចិត្តខឹងម៉ៅម៉ៅម៉ៅទៅអញ្ជើញជំរាបសួរហើយជំរាបលាវាវិញទៅឲ្យបើកទ្វារក្រោយឲ្យវាចេញវិញទៅកុំសឹកអោបវាយូរពេកខឹងក៏អញ្ចឹងដែរតើអោបខឹងទៅដូចអោបអីអោបភ្លើងចោលមកហើយអញ្ជើញលោកចោលនៅផ្ទះហើយលួចអីលួចទៅអានឹងអញ្ចឹងណាយើងអត់មានសតិជួយខាត់ចិត្តជួយបើកទ្វារឲ្យអាចិត្តអក្រក់ហ្នឹងចេញតាមក្រោយគុំ Don't hold it tight គុំអោបកសោបខ្លាំងពេកអឺនេះយកទៅអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃអឺមួយដេកដើរឈរអង្គុយមានស្មារតីអូអញកំពុងតែធ្វើអីឲ្យដឹងអញ្ចឹងណាសតិហ្នឹងអញ្ចឹងណាគុំឲ្យភាំងសើសើអានឹងតែសើសើយូរយូរកើតជំងឺហើយតែខោខ្សោយស្មារតីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបន្ទប់ទឹកដឹងថាអឺអញទៅបន្ទប់ទឹកដោះខោអាវដឹងថាអញដោះខោអាវដាក់វ៉ែនតានៅតាណាដឹងថាអញដាក់នៅទៅនឹងអឺដាក់ផ្សោម៉ូតូនៅតាណាដឹងថាដាក់នៅទៅនឹងស្មារតីជាប្រចាំអញ្ចឹងហ្មងអត់ Let's take a break អូអានេះធ្វើស៊ីយើងសាហាវអានេះកាត់បន្ថយបច្ចេកវិទ្យាអានឹងប៉ះពាល់សុខភាពផ្លូវកាយផងផ្លូវចិត្តផងបើមិនប្រយ័ត្នទេមិនមែនខូចតែខួរក្បាលក្មេងឯងយើងធំធំនឹងក៏ខូចខួរក្បាលដែរដោយសារហឺហូបបាយហូបបដាចេះហូបប៉ុណ្ណឹងដៃនឹងចេះតែដល់ទៅហើយកំពុងតែធ្វើការតឹងអូអានឹងគ្រោះថ្នាក់អានឹងយើងឲ្យបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រងខួរក្បាលយើងបើថ្មបិទ notification ចង់អស់ហើយបើFacebook ខ្លួនឯងតលទៅដល់វត្តបានមាន Facebook មើលតាមផ្លូវអត់មាន Facebook មើលទេពីព្រោះកុំឲ្យវាអីកុំឲ្យវាធ្វើស៊ីយើងសាហាវពេក
វាឲ្យតែពេលទៅនេះយើងអស់ private time ឯងយើងលក់មិនមែនលក់ឯងយើងយកម៉ោងហ្នឹងទៅឲ្យ Facebook free free ហ្មងអញ្ចឹងយើងបិបថយ social media ស្មើបាក់អានអត្តបទមួយនៅគេធ្វើសារជឿនៅអាមេរិកថាអ្នកលេង social media ច្រើនហ្នឹងប្រឈមមុខនឹងជំងឺពីរជំងឺមួយគឺ stress ជំងឺពីរគឺ depression ឧទាហរណ៍ថាយើងមានមានកតាពីរដែលនាំឲ្យកើតជំងឺហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងមាន friend ចំនួន 5,000 នាក់នៅលើ Facebook ហើយក្នុងចំណោម 5,000 នាក់ maximum ហ្នឹងមានចំនួន200នាក់ដែលចូលចិត្ត drama សែតសែតនៅលើ Facebook ហើយដល់ពេលយើងបើកមើលឃើញគេសែតសែតយើងវាមិនដែរយើងសែតដែរមិនស្រួលទេណាអាត្មាអ្នកមិនសូវមានអ្នកសែតសែតទេមានសែតសែត unfriend ចោលហើយអឺហើយមួយទៀតអានឹងមូលហេតុមួយយើងឆ្លងសែតណាវាមាន virus នៅលើ Facebook social media ហ្នឹងវាឆ្លងមកយើងអាសែតសែតហ្នឹងវាឆ្លងមកមួយទៀតយើងឧទាហរណ៍ថាជ្រុលជា accept អ្នកណាមួយជា friend បាត់ហើយប៉ិនយើងមិនសូវពេញចិត្តអ្នកហ្នឹងហើយអ្នកហ្នឹងបង្ហោះតែរូបថតខ្ជូតខ្ជូតលោយលោយ brand brand ដល់យើងមើលទៅអញជ្រិញមុខណាផុសនោះផុសកើតជំងឺអីអានឹងកើតជំងឺអីអាយណានឹងក៏នាំឲ្យមានវិបត្តិអា stress និង depression ហ្នឹងពេលវេលាសម្រាប់សំខាន់ណាស់កុំសូវមើលអានេះខ្លាំងពេកអឺកាត់ប្រានជួយកាត់បន្ថយ stress កាត់បន្ថយជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល fresh refresh memory ល្អស្ដាប់ធម៌ពីណាខ្លះជួយស្ដាប់ធម៌មើលអូខេល្អមែនតើហើយមួយទៀតធ្វើសមាធិហើយសូមឲ្យបានសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នា